5 4 3 tắt màn hình rồi. 2 1 Ôi giời, bây giờ mới quay. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu video cho mình xin một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ bóc hộp một cái mặt hàng đang có chương trình trúng thưởng trong cái đợt ưu đãi này nhé các bạn. Mình giới thiệu với các bạn đây là một bịch. Vì các bạn biết đấy là bên Vifone. Đấy, đây là sản phẩm của Vifone nha các bạn. Đây là mặt hàng phở Vifone nha các bạn. Hiện tại đang có chương trình ăn phở Vifone được nhận các cái phần quà cực là lớn nha các bạn. Khi các bạn mua một lốc 10 gói thì các bạn sẽ bên trong sẽ được nhận một cái tấm thẻ. Đấy, tấm thẻ đấy thì dùng để làm gì? Để dùng để quay các cái phần thưởng có ở trên cái bao bì này. Tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng và giải có cả vàng, điện thoại và TV, đồng hồ và phích nước nha các bạn. Thì bây giờ cùng mình xem là cái nó có bao nhiêu giải, nó gồm có những cái sản giải gì. Thì cùng mình kiểm qua một chút nha các bạn. Thì đây cái cơ cấu giải đây các bạn. Đây, khi tìm giải thưởng in trên thẻ cào. Đấy, thời gian từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022. Đấy, cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi nha các bạn. Đấy, hôm nay là tháng cũng gần hết rồi đấy. Thì đây giải đặc biệt sẽ được một lượng vàng 4 con 9 và 50 giải nhì là 50 cái TV 50 inch nha các bạn và 30 giải nhất điện thoại iPhone 13 Pro Max và 1000 giải ba đồng hồ thông minh Shimasao Xiaomi và tiếp theo đấy là 20.000 giải khuyến khích, đấy là ấm điều nước đun nước siêu tốc nha các bạn. Ngoài ra còn một số cái sản phẩm khuyến mãi như là lốc 10 gói phở bò 65g, lốc 10 gói phở gà 65g. Đấy, thì đấy là tổng cái giải thưởng mà các bạn có thể nhận sau khi mà sử dụng cái thẻ ở trong cái gói này. Các bạn sẽ bóc cái gói này ra và sẽ tìm cái thẻ bên trong và cào theo cái hướng dẫn ở trên cái bao bì này nha các bạn. Ok, bây giờ cùng mình bóc xem được mình có được cái giải gì không nha các bạn. Một thùng thì hình như là có 4 túi nha các bạn. Một túi thì có một cái thẻ. Đấy, các bạn tha hồ mà bóc. Nhưng tỷ lệ thì nó cũng khá là hên xui nha các bạn. Số may mắn cũng được nha các bạn. Đây, cái bịch này là phở bò nha các bạn. Đây, mình tìm thấy cái thẻ rồi nha các bạn. Đấy, truy tìm phần quà. Đấy, đây là cái thẻ. Cái thẻ bên trong này các bạn có thể có cơ hội trúng một chỉ vàng. Đây là một chỉ vàng, một lượng vàng là một chỉ vàng nha các bạn. Thì đây các bạn sẽ quét cái mã này và nhập cái mã ở cái khu vực cào này vào cái khu vực quét nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng điện thoại để mình đầu tiên là phải cào lấy cái mã này nha các bạn. Đây, cái mã vẫn chưa cào nha các bạn. Mình sẽ cào. Hy vọng sẽ được một cái phần quà gì đấy. Khuyến khích cũng được. Đấy. Đây là cái mã seri. Đấy, cái mã seri nha các bạn. Mã của nó là 5E671B3P. Bây giờ
mình sẽ nhập vào điện thoại. À, các bạn sẽ sử dụng camera để quét vào cái mã này. Rồi. Nó sẽ hiện lên cái trang web để các bạn có thể nhập vào cái mã trúng thưởng này nha các bạn. Đây là cái hàng đầu tiên, là cái hàng nhập mã trúng thưởng, xong đến nhập số điện thoại thì mình sẽ nhập cái mã trúng thưởng trước. 5E671B3P. Ok các bạn, tiếp theo mình sẽ đây các bạn, mình sẽ nhập số điện thoại nha các bạn. Và cuối cùng nữa là tỉnh thành phố, mình sẽ nhập số điện thoại của mình nha các bạn. Và nhập tỉnh thành phố, tích vào cái ô tôi đồng ý vào các cái điều khoản mà chương trình. Ok các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ ấn quay thưởng nha các bạn. Ok. Đã quay rồi đấy. Được gì không các bạn? Mình sẽ che để rõ hơn vì nó hơi loãng. Sao lâu thế nhỉ? Hồi hộp quá. 5 4 3 tắt màn hình rồi. 2 1 Ôi giời, bây giờ mới quay. Khá là chậm. Chúc bạn may mắn lần sau. Ôi giời ơi, quá đèn các bạn. Ok, vì cái này ra sắp hết ra hạn rồi, mình còn một bịch, mình sẽ lấy mình cào luôn nha các bạn. Đang còn hai bịch nữa các bạn, mình sẽ cào luôn xem là có bịp không nha các bạn. Còn có nhẹ cả một thùng này mình không được một cái phần quà khuyến mãi nào. Bây giờ đến cái là bò rồi thì bây giờ gà đi các bạn, không phải bịp nhau như thế được. Nếu mà không được một cái gì chính thức là cái này là mình cho là bịp nha các bạn. Vì mình cào hôm trước mình cào hai thẻ rồi, hôm mình nhập mình cào hai thẻ rồi nha các bạn. Đây mình vẫn nhập vào cái địa chỉ cũ. Mã tiếp theo. Mình sẽ nhập tiếp PMU kép y ngắn gh. Ok, mình vẫn nhập số điện thoại của mình nha các bạn. Ok, mình sẽ ấn quay nha các bạn. Ok các bạn, mình sẽ ấn quay. Thế số điện thoại không đúng là sao? Ok các bạn,
Quay tiếp nha. Bịp nữa. Đúng bịp rồi các bạn. Bịp nha. Phát cuối nha các bạn. Quá bịp. Và đây là cái thẻ cuối cùng nha các bạn. Mình sẽ sử dụng nốt. Nếu mà 3 lần không được thì cái này nó chỉ là bịp khách hàng đấy các bạn. Lần sau mình sẽ không nhập nữa. Bịp nhau à? V V 55 X 1 X 5. Ok, mình quay cuối cùng nha các bạn. Nào, cùng xem cái lần quay cuối cùng này có được cái gì không nha các bạn. Không được gì. Mình nghĩ là quay cả năm cũng không được gì nha các bạn. Vậy là mình đã sử dụng hết 3 cái thẻ. Nhưng mà đều là chúc bạn may mắn lần sau nha các bạn. Đấy. Đúng ra là mình quay là 4 hay 5 cái nhá, 5 cái nha các bạn. 5 cả là 5 cái thẻ, nhưng mà đều là chúc mừng may mắn lần sau nha các bạn. Không hề có một cái được cái giải thưởng khuyến mãi luôn, không có luôn. Đấy. Của người phở đi phòng các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ được lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye các bạn. Dạ vâng chị.